Bạn tội nghiệp quá nhiều, tự mình không có cách kiềm chế mình. Tâm chuyển theo cảnh, vậy thì nó còn cách gì? Nghe những con một niệm này, đó là tự mình biết mình và thi tốt nghiệp. Chỗ hay của ngài chính là tốn chữ này. Ngài biết được chính mình tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Khi đến đọa địa ngục liền sợ hãi, ngài rất lo sợ. Ngài hỏi các bạn đồng tu làm sao có thể không đọa địa ngục. Những bạn đồng tu này, họ bèn đưa cho ngài một cuốn Giảng Sanh Truyện. Ngài đọc Giảng Sanh Truyện, mỗi khi đọc một câu chuyện ngài đều cảm động rơi nước mắt. Sau khi đọc xong, ngài phát tâm nhất định cầu giảng sanh. Đóng cửa phòng lại, niệm A Di Đà Phật, 3 ngày 3 đêm không ngủ, không ăn cơm, ngay cả nước cũng không uống. 3 ngày 3 đêm chí tâm chiêm lễ, tâm chân thành liền cảm động A Di Đà Phật. A Di Đà Phật liền đến. Ngài niệm suốt 3 ngày 3 đêm, đến lúc chịu không nổi nữa thì ngã gục xuống đất. Trong lúc mê man, mộng thấy A Di Đà Phật đến. Đây là trong mộng, ngài hướng về Đức Phật A Di Đà muốn cầu giảng sanh. A Di Đà Phật nói với ngài, thọ mạng của ông còn 10 năm nữa, ông hãy gắng dụng công. 10 năm sau, lúc ông hoàn chung, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ngài chân thật là tự mình biết mình. Ngài nói tập khí của con quá nặng, thời gian 10 năm dài như vậy, con sẽ không chống nổi sự dục hoặc bên ngoài, không biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp. Vậy thì làm sao được? Thọ mạng 10 năm con không cần nữa, con muốn theo Phật đi ngay bây giờ. A Di Đà Phật nghe xong cũng gật đầu. Thôi thì như vậy, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ông. Pháp sư Quỳnh Kha rất vui mừng. Ngài lúc ấy giật mình tỉnh dậy, việc này không phải là giả. Ngài nói với đại chúng, 3 ngày sau sẽ giảng sanh. Cảnh giới hoàn toàn giống với cô Quan Mục, cô Bà La Môn, 3 ngày 3 đêm. Do đó, trong Kinh Di Đà nói, nếu 1 ngày cho đến 7 ngày là thật. Vấn đề là, bạn có thể chí tâm hay không? Bạn có thể không xen tạp hay không? Ngày nay, công phu niệm Phật của chúng ta không thể thành tựu. Nói thật ra hiện nay thì hoài nghi nhất, nhưng không thể nói là không có. Sự hoài nghi đó, ngay cả bạn cũng không biết. Nguyên nhân là gì? Đối với đạo lý và chân tướng sự thật của việc niệm Phật giảng sanh, bạn cũng không hiểu rõ triệt để, cho nên tâm hoài nghi của bạn chưa dứt. Chưa có hiểu rõ triệt để, thực sự hiểu rõ triệt để thì sẽ không hoài nghi. Không hoài nghi thì nhất định sẽ không lưu luyến với thế gian này. Thế nên nếu còn lưu luyến thế gian này, chứng tỏ là bạn còn hoài nghi. Mục đích của việc giảng kinh thuyết pháp là ở chỗ này, thật sự giúp đỡ đại chúng đoạn nghi sanh tính, sau đó công phu sẽ không xen tạp. Nếu là đến được không xen tạp, không gián đoạn, không có một ai mà không thành tựu. Cho nên đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh không hề sanh bệnh. Pháp sư Quán Kha không sanh bệnh. Niệm Phật rất rõ ràng mà giảng sanh. Chuyện như vậy gần đây cũng có rất nhiều người, chúng ta làm sao có thể nói không tin? Tại sao họ có thể làm được? Không sanh bệnh là do sáu trừ nghiệp chướng. Chí tâm thì có thể sáu trừ nghiệp chướng. Chúng ta còn sanh bệnh là do nghiệp chướng. Bạn không chịu hết lòng sáu trừ nghiệp chướng, cho nên bạn còn bị ma bệnh trói buộc. Chân tâm sám hối thì sẽ tiêu trừ hết nghiệp chướng. Bệnh nghiệp chướng sám hối có thể khỏi. Công đức bạn sám hối thực sự, quan gia trái chủ sẽ rời xa ngay. Họ cũng được hưởng ké, được lợi ích. Cho nên pháp sám hối
Nói thật ra, 8.000-4.000 pháp môn đều thuộc về pháp môn sám hối. Hai chữ sám hối bao gồm hết tất cả pháp môn tu hành của Bồ Tát. Không có một pháp nào không phải là pháp môn sám hối. Vì sao là nói về những quả báo đạt được? Như thị đảnh nhân tận từ báo hậu, thiên vạn sanh trung, thường sanh tôn quý, cánh bất kinh, tam ác đạo hộ. Đây là quả báo. Cho nên hiện nay bậc cùng hạ tiện thì nhất định phải biết nghiệp nhân của mình. Biết được nghiệp nhân rồi quay lại tu Bồ Tát đạo. Đây là nói thời quá khứ làm nô tỳ cho người khác. Nếu như nói bạn phải chịu sự chi phối của chủ nhân thì mình không thể tự do, không có thời gian 7 ngày 7 đêm để tu hành. Vậy thì lúc bình thường tu hành cũng tốt, với lại trong các cách tu hành không pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật không có chứng ngại, mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Nhớ Phật, niệm Phật cũng không gây trở ngại cho công việc của bạn. Bạn cần phải làm việc gì thì bạn vẫn làm như bình thường. Có khi bạn còn làm tốt hơn, làm viên mãn hơn.